Số 630. Kinh Thành Cụ Quang Minh Định Ý, Hán Dịch Đời Hậu Hán, Tam Tạng Chi Diệu, Người Nước Thiên Trúc. Nghe như vậy, một thời Đức Phật cư ngụ ở Tinh Xá, trong nước Ca Duy La Vệ. Sáng sớm Đức Phật đắp y rồi bảo A Nan: ông hãy mời các Bồ Tát đã trừ sạch các điều ác cùng các vị không còn chấp thủ đến đây. Hôm nay sẽ có người thưa hỏi những điều cốt yếu. Bây giờ Tôn giả A Nan vâng lời Phật, lập tức tuyên bố lời dạy của Như Lai đến bốn chúng. Khi ấy có 5.000 vạn Bồ Tát và Thanh Văn đến chỗ Đức Như Lai, cúi đầu kính lễ sát chân Đức Phật, đứng rồi đứng qua một bên. Lại có hiền nữ khi ác chúng, cùng với 14 vạn người nữ trong nước đến chỗ Đức Như Lai, cúi đầu kính lễ sát chân Phật rồi lui ra ngồi trên tòa. Là có 80 ức vạn 2.000 Bồ Tát đến chỗ Như Lai, chư vị cúi đầu sát đất rồi đứng im lặng cung kính. Là có 4 vạn cư sĩ tại gia giữ giới đến chỗ Đức Phật, kính lễ sát đất rồi đứng ra một bên. Đức Phật dùng oai thần làm chấn động các cõi Phật khắp 10 phương. Có 800 ức vạn Bồ Tát và chư thiên, những vị sẽ thành tựu và sẽ phát tâm đều bay đến chỗ Đức Phật, kính lễ sát đất rồi đứng thẳng hàng trong hư không. Là có 12 tướng quân thiên thần cùng 40 vạn tướng quân quyến thuộc đến chỗ Đức Phật kính lễ sát đất rồi phân ra đứng hầu hai bên Đức Phật. Chúng hội hôm ấy trong khoảng chừng một bữa ăn đều đến chỗ Đức Phật, Phật liền khiến họ an tọa. Có vị tự thân chưa chứng đắc bốn thần túc cũng đều tề tụ. Các vị Bồ Tát, các vị thiên thần, thân thể nhẹ nhàng ở các 10 phương cùng đến, hoặc đã có được thần túc động vật lên giữa hư không. Ngồi ở trên tòa tự nhiên, mỗi vị hóa ra lộng hoa, thẳng hàng, đẹp đẽ, đều là do oai thần của Đức Phật biến hóa ra. Chư vị Bồ Tát đến trong chúng hội đều có danh hiệu, đều có hạnh vi diệu, tâm và miệng thanh tịnh, thân đầy đủ các giới, trừ sạch ba uế, sáu tai họa, năm sự ngăn che và các lửa phiền não, diệt trừ nhiều uế, đoạn trừ lưới nghi, kết xử, phá tan, kiến chấp sai lầm và nguồn gốc của sự ngu si, 12 nhân duyên, đều đã chấm dứt thanh tịnh như ánh trăng. Mỗi vị đều tùy theo thế tục mà hành hóa. Có Bồ Tát tên là Vô Uế Vương, là có Bồ Tát tên là Quang Cảnh Tôn, là có vị tên là Trí Như Sơn Hoàng, là có vị tên là Đại Hoa Tịnh, là có vị tên là Chuyển Căn Hương, là có vị tên là Nguyệt Tinh Diệu, là có vị tên là Quang Chi Anh, lại có vị tên là Chỉnh Bất Pháp, là có vị tên là Thiện Trung Thiện, là có vị tên là Côn Lô Quang, lại có vị tên là Nhật Quang Tinh, là có vị tên là Sư Tử Oai, là có vị tên là Ý Tạp Bảo, lại có vị tên là Phim Sĩ Diệu, lại có vị tên là Đức Phổ Hợp, lại có vị tên là Phổ Điều Mẫn, lại có vị tên là Kính Đoan Hạnh, lại có vị tên là Từ Nhân Thự, lại có vị tên là Tuệ Tác, lại có vị tên là Tán Kết, lại có vị tên là Nghiêm Nghi Cụ Túc, lại có vị tên là Cao Viễn Hạnh, lại có vị tên là Quan Đức Phương, lại có vị tên là Hộ Thế, lại có vị tên là Đạo Thế, lại có vị tên là Đại Lực, lại có vị tên là Chánh Tịnh, lại có vị tên là Thiên Sư, lại có vị tên là Thiện Quán, lại có vị tên là Quán Âm. Như vậy, mỗi vị đều có danh hiệu khác nhau. Bây giờ có vị thiện nam tôn quý tên là Thiện Minh cùng 500 quyến thuộc, mỗi người đều có tu tớ cầm lọng theo hầu, đều đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu kính lễ dưới chân Đức Như Lai rồi đứng quan sát khắp bốn phía trong chúng hội. Ngước nhìn lên hư không, thấy toàn bậc tối thượng, lại thấy đấng thiên tôn ở trên tòa an tọa trang nghiêm. Vị ấy nghĩ, hôm nay ta có phước lớn mới được gặp chúng hội này, ta sẽ sắm sửa phẩm vật cúng dường trong một ngày, nhưng xét khả năng thì không thể cúng dường đầy đủ. Nếu bố thí không cùng khắp thì chẳng phải bố thí, ta phải làm sao đây? Lúc ấy biết ý nghĩ tốt lành của Thiện Minh, Đức Phật liền bảo: này Thiện Nam, hãy đến đây, ngươi đã nghe Pháp Như Lai thuyết giảng chưa? Vị Thiện Nam thưa: bạch Thế Tôn, con chưa thông đạt. Này Thiện Nam, khi khởi tâm biết là đang khởi mới là bậc trí, chẳng xét nhiều hay ít, hay có sự mong cầu mới là bố thí. Vừa rồi ông suy nghĩ không thể cúng dường đủ cho Như Lai và chúng hội, ông lo lắng làm gì?
Như Lai có thể khiến cho việc không thành tựu được thành tựu, không đầy đủ được đầy đủ, tất cả luôn đầy đủ, việc làm luôn trọn vẹn, đó là Như Lai. Như Lai thành tựu không xét theo các vật dụng dục lạc như y phục, thực phẩm, mà chính là việc đầy đủ giới, không chấp nhận xấu tai họa, năm việc ngăn che, không nghĩ đến an vui thế tục, không có các tưởng và bốn loại thức ăn, cũng chẳng trang sức các loại y phục, mũ nón, lúc nào ở đâu cũng biết về chân lý vô thường, ở nơi cảnh giới dục lạc mê hoặc mà vẫn biết rõ các pháp là khổ, ở trong ngôi nhà tham dục mà vẫn thấu triệt nguồn gốc của không, thọ thân này nhưng vẫn biết rõ chẳng phải là thân chân thật, chúng không có ngã, không tạo tác, không có duyên, không tham đắm, đây là việc Như Lai đã thành tựu. Bây giờ nghe Đấng Thiên Tôn giảng nói, thiện minh tâm hoan hỷ trừ hết kết sự, thân được nhẹ nhàng thương. Từ xưa con rất tâm tối, 72 nhân duyên trói buộc, tâm ở trong tối, bị đọa vào ba đường, nay được nghe pháp chưa từng có, xin nguyện đích thân nhận lãnh như lời dạy của Đấng Thiên Tôn. Thiện minh được pháp lạc vi diệu liền nói kệ khen ngợi, Đấng Thiên Dân Tôn Như Lai tối thượng, từ bi cứu giúp thí khắp ba cõi, khiếp sợ tham lam ban cho pháp quý, khiến tất cả mê giải thoát thông suốt, thân Phật quý báu, tướng tốt vô song. Vì người khởi ý nói pháp không cùng, trí như các dòng đổ ra biển cả, pháp thấm ba cõi tuôn khắp mười phương, tướng Phật viên mãn, tuệ báu đầy đủ, tự tại hiện pháp dẫn dắt không ngừng, tuệ chiếu ngu tối dẫn đến nơi tịnh, con nguyện quy y được đến bờ kia. Khi ấy thiện minh khen ngợi xong liền quỳ xuống trước Đức Phật thưa, cuối xin Thế Tôn chấp thuận ý của con, hôm nay con muốn thiết lễ cúng dường, cuối xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương tưởng chấp thuận cho. Đức Thiên Tôn im lặng nhận lời như pháp thường. Thiện minh vẫn đứng cung kính do cho thấy Đức Như Lai nhận lời. Bây giờ Tôn giả A Nan bảo Đức Thiên Tôn lặng im, tức là đã hứa khả. Thiện minh nghe rồi rất đổi vui mừng, kính lễ Phật rồi đi ra ngoài cửa, sai mọi người đến rồi lại thưa, hôm nay con muốn cúng dường thực phẩm cho 2000 vị, cuối xin Đấng Thiên Tôn nhận lời. Tôn giả A Nan liền bạch với Đức Phật đầy đủ như lời thiện minh vừa nói. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, ông hãy nói với thiện minh, hãy thiết lễ cúng dường với khả năng ông ấy có, Như Lai sẽ cùng với tất cả đại chúng đến dự, chớ lo sợ không chu toàn. Tôn giả A Nan liền nói lại với thiện minh như lời Đức Phật dạy. Tôn giả A Nan lại bảo, hiện giả cứ trở về, chớ khởi lên tâm khác hay lo sợ không đầy đủ, có ai thần của Phật thì không có gì là không đủ. Thiện minh liền đảnh lễ Tôn giả A Nan rồi trở về. Về đến nhà, ông bảo với tất cả vợ con tôi tớ, hôm nay ta có thịnh Đấng Thiên Tôn, thần thông phi diệu thông đạt tất cả, là bậc nhất thiết trí. Người nào dùng một vật để cúng dường vị ấy, thì đời đời được phước không thể cùng tận, để có thể cứu giúp người khác thoát khỏi sự dẫn dắt của kết sử. Các người hãy cung kính trang nghiêm, thanh tịnh, bày biện phẩm vật, sửa soạn đầy đủ thức ăn, làm các món ăn ngon tuyệt. Mỗi người hãy tận tâm thành ý, Đấng Thiên Tôn khó gặp, ức kiếp mới có, nên vì điều thiện ấy mà được thanh tịnh. Bây giờ trong chúng hội có vị Bồ Tát tên là Lực Biện Chúng Hữu, Đức Phật bảo vị ấy đến giúp đỡ thiện minh việc cúng dường đại chúng này. Lúc ấy 12 vị chúa thiên thần và 4 vị thiên vương long vương có thế lực lớn vâng lời Phật dạy đều đi theo Bồ Tát Lực Biện Chúng Hữu đến giúp đỡ thiện minh. Đến nơi chư vị ấy bảo thiện minh, hiền giả hãy yên tâm, Đức Phật sai chúng tôi đến đây để giúp đỡ ông. Thiện minh liền đảnh lễ Bồ Tát cùng chư thiên các vua rồi cung kính từ tốn thưa, làm phiền đến các bậc thượng nhân, con đã sắm sửa xong thức ăn đầy đủ cho 2000 vị, cả đời chúng sẽ đến nhưng sợ nhà này quá nhỏ, con không biết phải làm sao. Bây giờ Bồ Tát Lực Biện Chúng Hữu cùng chư thiên đều nói, ông chớ lo lắng. Rồi mấy vị đều nhìn khắp nơi, lập tức phòng nhà ấy tự nhiên rộng rãi, to lớn như cung điện chư thiên. Ở trong nhà lại có ngàn vạn ức tòa đều do các báu, từ đất biến thành, màu lưu ly xanh. Giường tòa ở trong nhà cũng như vậy, trong khoảng khảy móng tay liền có 100.000 vạn ức,
người bày biện thức ăn, thảy đều đầy đủ, đốt các hương thơm trên các cờ bằng lụa, các đường đi đều rộng rãi, bằng phẳng trong suốt như thủy tinh, cây cối thẳng hàng, âm nhạc tự nhiên, tiếng nhạc hòa quyện êm dịu, âm thanh thuyết pháp bằng 8 loại âm thanh của Đế Thích Phạm Thiên. Lúc ấy Bồ Tát lực biện chúng hữu cùng các vị Chúa Thiên Thần trở về chỗ Đức Phật. Thiện Minh thấy việc biến hóa to lớn này rồi, rất đổi kinh ngạc vui mừng, liền đến chỗ Đức Phật thưa: Nhờ đại bi của Đức Như Lai, con đã thiết lễ đầy đủ, cuối sinh Thế Tôn cùng đại chúng đến thọ trai. Đức Phật liền sai Bồ Tát Vô Uế Vương cùng 600 vạn người đi trước dẫn đường, tất cả đều đi trên hư không. Đức Phật đi chính giữa, số còn lại đi theo sau. Đức Như Lai đi ra khỏi cửa thì đất liền chấn động. Chư thiên rải hoa đốt các hương thơm, lại ca ngâm các khúc nhạc hay cùng đi theo. Đến nơi tất cả đều an tọa, các vị Chúa Thiên Thần liên giúp bày biện thức ăn. Sau khi Đức Phật chú nguyện thức ăn xong, tất cả đều dùng no đủ, mà thức ăn vẫn không giảm bớt, các vật dụng đựng thức ăn vẫn đầy như cũ. Thiện Minh tự nghĩ, Đấng Thiên Tôn có uy thần biến hóa rộng lớn mới làm được như vậy. Sau khi Phật thọ thực rửa tay xong, ta sẽ hỏi ý này. Sau khi Đức Phật dùng nước rửa tay xong, trong khoảnh khắc duỗi cánh tay, Phật cùng đại chúng lập tức trở về ngôi tinh xá. Bây giờ Thiện Minh lại khen ngợi: Thiên Tôn thật vi diệu, khó gặp ở thế gian, biến hóa thật trác tuyệt, ai thấy cũng vui mừng, quan sát rất đặc thù, hóa diệu khó ai sánh, chẳng làm mà tự đủ, chẳng nhọc chúng no đủ, chẳng nói tự nhiên bảo, chẳng dạy khiến tự làm, chẳng làm điều lỗi lầm, do đạt được đức này, vốn tu pháp thuật gì, phát sinh điều tốt này, vốn tích chứa đức gì, được tôn quý ca vời, nguyện xin thương xót con, khai mở tài sản pháp, trừ lưới tâm kết sử, khiến không còn nghi ngờ. Thiện Minh khen ngợi xong, liền ngồi sang một bên chắp tay thưa: Chỗ ở của con tên là làng Phước An, cách đây không xa, cuối xin Đức Phật rủ lòng thương chiếu cố đến nơi ấy. Con ở nơi làng ấy thường ưa học hỏi, học những oai nghi của thế gian, mà thuở xưa các vua đã chế ra, học những pháp của thần tiên thánh nhân. Khi được nghe Đấng Thiên Tôn ở phần nước này, con liền khởi ý nhớ nghĩ đến, trong giấc mộng thấy mơ màng, các có đệ tử của Đấng Thiên Tôn là Tôn giả Xá Lợi Phất thường đến nhà con để giảng pháp cho con. Pháp rất sâu xa phi diệu, con hiếm khi được nghe, tâm tuy mừng nhưng vẫn còn hoang mang. Hôm nay được đến lễ bái Đức Thiên Tôn và được gặp đạo pháp, con sẽ thực hành và đạt đến, tâm rất vui mừng. Như đêm tối được thấy ánh sáng, ý muốn thiết lễ cúng dường, nhân đây có điều muốn thưa hỏi, nhưng còn chút ít sợ sệt, chưa muốn thưa. Xin Đấng Thiên Tôn thần thông biết rõ tâm con, dùng diệu lực của đạo để giúp con. Bạch Thế Tôn, những giường tòa phẩm vật bỗng nhiên có đủ, thức ăn đã đựng đầy trong bát. Tuy chúng đã dùng no, nhưng vẫn như cũ. Thế Tôn dùng thần thông phi diệu nào để được như vậy? Lại nữa, con quan sát 32 tướng của Đấng Thiên Tôn, các tướng đều tốt đẹp, nhìn không nhàm chán. Đi thì đỉnh đạt, không nhanh, không chậm, ngồi thì ngay thẳng, không hướng tới trước, ngã về sau. Nói 8 loại âm thanh, không nhanh, chẳng chậm, lời nói thành pháp luật, sáng rỡ như mặt trời, khiến cho tất cả chúng sinh đều nhận ân phước đức. Thuở xưa Thế Tôn tu hành pháp gì mà nay được như vậy? Con lại thấy Đấng Thiên Tôn chân chẳng đạp đất, tướng bánh xe rõ rệt, trang nghiêm như bức tranh, thân thể nhẹ nhàng, biến hiện khắp nơi. Đây đều do hạnh gì mà đời này được như vậy? Cuối sinh Thế Tôn rủ lòng thương giải thích rõ, khiến cho con biết rõ gốc ngọn. Khi ấy Đức Phật nói: lành thay, như lời ông vừa hỏi, Như Lai sẽ giảng nói rõ ràng, hãy chú tâm để nghe nhận chớ quên mất. Thì Minh thưa: con xin lắng nghe. Đức Phật nói: thuở xưa Như Lai tu hành hạnh sáu đức, đời đời không bỏ, như vậy cho đến lúc thành Phật, bất cứ ở đâu cũng tùy ý biến hóa, dùng nhất thiết trí thông đạt tất cả. Thiện Minh thưa: thế nào là hạnh sáu đức? Đức Phật nói:
đó là bố thí rộng lớn, trì giới rộng lớn, nhẫn nhục rộng lớn, tinh tấn rộng lớn, nhất tâm rộng lớn, trí tuệ rộng lớn. Thì minh thưa, thế nào là bố thí rộng lớn? Đức Phật nói, người tu đạo trước tiên nên biết thân là vô thường, do bốn đại vật chất tạo thành, xương thịt là bất tịnh, đều nên từ bỏ, sẽ trở lại nguồn gốc của chúng, không thể thường trụ, thân chẳng có ngã, có tài sản cũng chẳng phải ngã sở, tâm không có hình sắc, không đạt danh vô thường. Do duyên và sự vận hành của duyên trói buộc, sở dĩ có sự vận hành của thân là do thân không thường còn, cũng sẽ rỗng mục. Quán sát như vậy thì kiến lập được bốn đức tin, trong thân, ngoài thân, trời đất, vạn vật đều trong trạng thái vô thường, sẽ trở về sự tan hoại, sẽ tan rã, tiêu mất. Kiến lập đức tin như vậy rồi, quán thể chẳng phải thể, quán vật chẳng phải vật, liền có thể tùy ý bố thí đầy đủ khắp mọi người, là dùng pháp thí giáo hóa người tâm tối, đó gọi là bố thí rộng lớn. Thế nào gọi là bố là trì giới rộng lớn? Trì giới rộng lớn nghĩa là có thể hộ trì ba nghiệp của thân, giữ bốn lỗi của miệng, kiểm soát ba ác của ý. Sự tu hành của thân là nếu thấy tất cả chúng sinh bò đi của quậy thì phải thương xót nuôi cho chúng sống. Tùy nơi sống của chúng ở dưới nước hay ở đất liền mà nên đem chúng trở lại khiến chúng an ổn. Nếu thấy những loại như châu báu quý giá, những vật mềm mại mịn màng đáng ưa, tuy thân bần cùng khốn khổ nhưng vẫn chế ngự tâm mình không tham mà lấy, và thấy đồ trang sức phấn sáp đẹp đẽ thì phải quan sát bên trong như uế thối rửa, máu mủ hôi hám. Đây là ba giới của thân. Sự tu hành về miệng là nếu người khác đem bốn lỗi về mình thì nên biết rõ đó là bốn lỗi của miệng, phải dùng lời nói thiện nhu hòa để nói lại, chí thành không trâu chuốt đáp lại để giáo hóa họ, khiến người ấy trở lại theo mình. Đây là bốn giới của miệng. Sự tu hành về ý là tâm chứa nhóm trí tuệ, tư duy sinh tử, luôn an trụ nơi trí tuệ, không bị mê hoặc theo các lưu, lại có thể hội nhập đạo phẩm cốt lõi của không, vô phân biệt rõ chân thực rốt ráo, không hề nghi ngờ. Thấy điều thiện thì khuyến khích, thấy thành tựu thì cùng hoan hỷ. Đây là ba giới của ý, cho nên lúc mới hành đạo, trước tiên phải tự mình thực hành 10 giới, là chỉ bảo cho người khác siêng năng không hề biến nhát, thực hành không nghỉ ngơi, không có ý tưởng mỏi mệt. Đó gọi là trì giới rộng lớn. Thế nào là nhẫn rộng lớn? Nhẫn rộng lớn nghĩa là nếu người mắng ta nên xét tiếng từ âm thanh mà có. Quá như vậy, thấy rõ không hình tướng, vốn từ âm thanh mà có, phát ra từ tâm ý, quán tâm ý cũng không có hình tướng. Quan sát nơi tâm nương tựa, đó là bốn đại. Bốn đại trở về gốc thì cũng chẳng có tên gọi, cũng chẳng phải người ta, cũng chẳng phải nam nữ, cũng không già trẻ. Xét rõ thấy không chủ thể, sự tuổi nhục hiện tại không hình tướng, do văn tự lập ra. Trong hai loại, hay không có cũng không, cũng cùng không hình tướng. Xét điều thứ ba này, không cũng chẳng thật có. Người trí dùng ý quan sát như vậy thì không khởi sân hận, do động không nên nhẫn cũng không. Là đối với các ác nhẫn nhục không làm, đối diện cũng chẳng khởi, kiểm soát tâm, hàng phục ý. Thân tự có khả năng làm như vậy là chỉ bảo cho người khác. Đây là nhẫn rộng lớn. Thế nào là tinh tấn rộng lớn? Nên giảm bớt ăn, không đếm mùi vị, trừ bỏ ngủ nghỉ, đêm ngày tịnh ý, xa thế tục, gần quỷ đạo, giữ gìn các giới, đứng ngồi, đúng pháp, không mất oai nghi, không phạm các hạnh, nên tu tập theo cốt lõi đạo pháp, miệt mài tụng niệm, ngày thì suy nghe pháp, đêm thì luôn kinh hành, lời nói đúng thật, đúng luật. Thân miệng ý luôn đương theo và nghĩ nhớ đến pháp, không lìa bỏ kinh văn. Lúc giảng pháp thì ý không phiền não, giáo hóa người tối tâm không hề lười biếng nhát. Tâm chẳng trái ý, tự mình chuyên cần
tự thân thực hành là còn chỉ bảo người khác, đó là tinh tấn rộng lớn. Thế nào là nhất tâm rộng lớn? Hiếu với cha mẹ mà nhất tâm, luôn kính tôn kính thầy bạn mà nhất tâm, đoạn trừ ái xa lìa thế tục mà nhất tâm, thể nhập 37 phẩm mà nhất tâm, rỗng lặng tịch tỉnh mà nhất tâm, ở nơi phiền não đoạn loạn động mà nhất tâm, nhiều tham dục, nhiều tranh cãi, nhiều tạo tác, nhiều phiền não, ở những nơi như vậy mà nhất tâm, đối với các việc can chê, được mất thiện ác, không dao động mà nhất tâm, đếm hơi thở để nhập thiền, xả bỏ sáu tụ thanh tịnh mà nhất tâm, tự mình làm là bảo người khác làm. Đây là nhất tâm rộng lớn. Thế nào là trí tuệ rộng lớn? Bồ Tát tùy sự thọ nhận nơi thân mà có sự nhiễu ế của ba thọ, sáu tai họa, năm sự ngăn che, 62 tưởng chìm đắm, 88 nạn trói buộc, 1800 loại bệnh tật. Đối với những điều này, dùng trí tuệ khai mở hết, quán sát sự sinh khởi và đoạn diệt chúng. Xem rõ bệnh ấy nên cho thuốc gì, đã nắm giữ hết những điều cốt yếu khiến thân không phá giới, ý không theo thế gian, ở trong sự kính yêu của mọi người, tâm an trụ trong kho tàng của đạo. Tuy nương nhờ vào nhà sáu loại tai họa, nhưng tâm ở nơi nhà sáu điều thanh tịnh. Tuy ở nhà năm ngăn che, nhưng tâm ở nhà đoạn diệt. Tuy nương vào nhà không kiên cố, nhưng tâm luôn hộ trì phương tiện. Ngồi nơi đất rắn rít, nhưng tâm luôn ngay thẳng, xả bỏ. Nương thuyền bè hiểm trở, nhưng tâm tự biết nẻo cứu giúp. Gần rừng lửa lớn, nhưng tâm an ổn dập tắt lửa. Đó là bậc Bồ Tát dùng trí tuệ làm phương tiện, nhổ sạch nạn sinh tử, chấm dứt tưởng ba cõi, đến được đất diệt độ. Tự mình làm lại chỉ bảo người khác làm. Đây là trí tuệ rộng lớn, là nghĩa của hạnh sáu đức vậy. Vừa rồi ông hỏi về đức thần biến và vô lượng tướng tốt của Như Lai, thì ta nhờ đây mà đạt được. Thực hành sáu pháp này và các tuệ định 37 phẩm thì nắm giữ vô biên hạnh căn bản, được chứng quả vị Phật, hiệu là Thiên Tôn, không có gì không làm được. Bây giờ Thiện Minh và chúng hội nghe Đức Phật giảng xong đều thưa: chúng con nguyện phát tâm vô thượng độc tôn bình đẳng. Hôm nay chúng con được phước lớn khiến cho tất cả mọi người đều mau được hạnh này. Khi ấy Thiện Minh đạt được bốn pháp thanh tịnh, một là mắt thanh tịnh, hai là thân thanh tịnh, ba là miệng thanh tịnh, bốn là ý thanh tịnh, liền im lặng cúi đầu tư duy ý nghĩa pháp này. Bây giờ Thiện Minh lui một bên, quỳ gối thưa: bạch Thế Tôn, Đấng Thiên Tôn đại giảng nói pháp ba la mật rộng lớn, các giới pháp vi diệu, giữ gìn ý hàng phục tâm, diệt sạch các có bẩn. Những ai nghe được pháp này công đức rất lớn, huống là thực hành thì công đức khó lường xét được. Đức Như Lai lại nói: thuở trước Như Lai chẳng phải chỉ thực hành sáu pháp này thôi đâu, lại còn thực hành pháp định ý và nắm giữ 37 pháp không ngang mé, mới được thành tựu đầy đủ Phật sự, bốn vô sở ý, 10 lực, 18 thần thông vi diệu cùng các pháp đặc biệt khác, biến hóa tự tại. Thuyết giảng trôi chảy, được gặp chư Phật bay đến mười phương, tỏ ký cho tất cả. Những người chưa hóa độ thì được hóa độ, phá tan tà kiến, dẫn dắt người mê loạn. Nếu sinh ra phải chịu khổ thì không chấp giữ, không đoạn trừ. Dùng sự không chấp giữ, không đoạn trừ này làm nhân duyên hành hóa, dạy bảo các người mê hoặc. Thiện Minh thưa: các đức vi diệu và vô số việc như vậy, Như Lai tu hành định ý gì mà đạt được? Cuối sinh Đấng Thiên Tôn, vì chúng sinh đời hiện tại và vị lai mà chẳng nói ý nghĩa sâu xa này, khi chúng sinh được giải thoát, Đức Phật bảo: lành thay, điều ông muốn hỏi, nay Như Lai sẽ phân biệt giảng nói đầy đủ nghĩa cốt yếu cho ông hãy chú ý lắng nghe. Thiện Minh thưa: con xin nghe nhận. Đức Phật nói: có pháp định ý tên là thành cụ quang minh. Ở thế gian, nếu có người thực hành từ một ngày đến bảy ngày, thì phước đức không thể ví dụ. Những ai nghe được pháp này, đời trước đã cúng dường trăm ngàn ức Đức Phật. Người ấy ngồi nghe đầy đủ, không hề nghi ngờ. Đời này mới được gặp lại pháp thành cụ quang minh này và được tu hành hạnh ấy. Trong khoảng khảy móng tay, xa lì hẳn ba đường ác, công đức dần dần viên mãn mới mau chóng thành Phật. Những việc ông hỏi vừa rồi đều có thể thành tựu đầy đủ.
Thiện Minh thưa, phải thực hành bao nhiêu việc mới đạt được định ý tôn quý này? Đức Phật nói, nên thực hành 135 việc thanh tịnh mới đạt được định này. Xa lìa sự tạo tác của thân, lìa bỏ lỗi của miệng, trừ nhớ nghĩ của ý, diệt sạch ba nhơ uế, xa sáu tai họa, ngăn ngừa năm ngăn chê, phá tan 12 nhân duyên, mở oán kết và 62 kiến chấp, khỏi hạn các bệnh, vui với các phiền não, bỏ các việc to lớn, bỏ thân thể, lìa thân thuộc, dứt các tập, đoạn các ái, không có gì để làm, chẳng có gì không thể làm. Trẻ tham lam, các rễ dục, không bê theo các lưu, có thể ngăn bệnh tật, không chấp ngã, chẳng phải không ngã, lập bốn đức tin, trụ bốn niệm xứ, thành tựu bốn chánh cần, gieo trồng năm căn, chứa nhóm năm lực. Thông đạt bảy trí, tu hành tám chánh, thể nhập tám niệm, tám tinh tấn đều là không, siêng năng tu tập, xa lìa điều không thể thực hành, học trí cao thượng, tự tôn kính ý, không cống cao, luôn nhu nhuyễn, rưới mưa pháp, như một pháp không chấp là hai, không có ba tưởng, không khởi tưởng không lợi ích, tưởng không bờ mé, tưởng chẳng phải không, tưởng chẳng phải tưởng, tưởng không có nơi chốn, chẳng trụ tưởng không nơi chốn, khéo tư duy đến Phật, biết Phật là thanh tịnh, biết thanh tịnh rồi nên khéo học, tâm an trụ chân chánh, không quay về tà, bình đẳng với thiện ác, sáng giống như tối, đối với sáng và tối biết đều là không, không nghi ngờ pháp, không cho là có thanh tịnh hay là không, quán có không vốn là một, đã biết một thì trừ một, không đối với một mà khởi tưởng, siêng lắng nghe, khéo tu tập, nhờ tu tập mà thể nhập không bờ mé, chứa nhóm ý thù thắng, chẳng nghe theo tâm, khéo phòng hộ thức không loạn động. Qua lại ba cõi mà không chấp thủ, quán sát các tánh, thông đạt là không có nguồn gốc. Biết không có nguồn gốc thì không cho là đủ, dùng sự không đầy đủ để tự thức tỉnh, quán các pháp đồng với không, thường trụ nơi không chấm dứt, không tưởng pháp thường, vô thường là tối thượng, không nghĩ nhân, không dễ dãi với thế gian, không đắm trước các vật, xả bỏ mong cầu, biết rõ pháp hội họp, xa lìa không chấp giữ, thân tăng rã đều cho sự dời đổi, biết pháp thượng trung hạ là bình đẳng, đời này và đời sau quán hai nhân như hư không, tâm không tham dục, luôn nhân từ, tu hành thanh tịnh, khéo dẫn dắt người, biết người hướng đến sự nhơ uế, đối với sự nhơ uế phải lắng cho trong sạch, tâm xa lìa ái có thể nhảy vào lửa. Dùng lửa thanh tịnh để đốt các nhơ uế, đã dứt trừ, đã trừ sạch nhơ uế, tùy thanh tịnh rỗng rang, không nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, không xét xấu, chẳng xét tốt. Không nghĩ khổ, chẳng nghĩ vui, đối với khen chê, không mừng giận, tâm thể nhập thanh tịnh, mở kho tàng lớn, nhập vào đại pháp, dùng đạo lực hộ trì pháp, quán sát khổ tập để siêng năng tu hành, dùng diệt đạo làm ánh sáng, để thấy sự giải khởi của tất cả tánh thức, trừ hết kết sự tối tâm, ý ngừng tư duy, xuyên cầu chánh niệm để thể nhập đạo, trừ sạch ba ái, bỏ bốn mất, tăng bốn thành, lìa năm ngăn chê, chấm dứt sáu mạng, tu sáu hòa kính, đầy đủ sáu pháp chứng, thực hành bảy tuệ, tăng cường tám năng lực, nhổ hết chín kết sử, chứa nhóm chín diệt, có khả năng thanh tịnh mười thệ nguyện lớn, trang bị đủ mười lực trí tuệ rồi, không học lại mười pháp ngay thẳng, thường giữ gìn gieo trồng pháp tuệ, tôn kính tam bảo, dùng pháp thí không cùng tận, đối với các pháp có thể thực hành đầy đủ, thể nhập không vướng mắc, khổ nhập không chạy biến nhé, bởi ý niệm không có ngã, tưởng không có ngã, chấp không có nhân, không lường xét tịch tỉnh như diệt độ. Đó là 135 pháp thực hành để thành tựu định ý thành cụ quang minh. Khi Đức Phật giảng nói, giới pháp định ý thành cụ quang minh này, 30 vạn Bồ Tát đạt được đầy đủ công đức của định ý này. Kiến lập địa thứ 10, thiện minh cho đất pháp nhẫn vô sinh, 500 người cùng đi tâm đất vui mừng đều phát tâm, vô thượng, độc tôn, bình đẳng, 40 vạn Bồ Tát đều ăn trụ hành không thoái chuyển, 5 vạn người đã diệt trừ điều ác đều chứng đạo vô sợ trước, cư sĩ, nữ cư sĩ giữa năm giới,
gồm 2.000 người đều đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Chư thiên ở giữa hư không, rồi âm nhạc khen ngợi. Lành thay chúng sinh ở thế gian, đạt được pháp công yếu tối thượng, những ai ở trong tối tâm như ế hôm nay đều được mau chóng trừ sạch. Như nước sạch rửa nhơ uế, nay nghe được pháp lớn, tâm ô nhiễm tiêu trừ, nguyện khiến bánh xe pháp thường vận chuyển, khiến cho tất cả mau đạt được tuệ thúy diệu. Chúng con thường gặp đấng thiên tôn, khởi tâm chẳng xa lìa, mau đạt được định ý thành tựu cục an minh. Sẽ giảng nói trong giáo pháp rộng khắp, chiếu soi nơi tâm tối, như hôm nay trong đại hội này đã kiến lập vô số nguồn gốc đạo. Thiên minh bạch Phật, hôm nay được nghe đấng thiên tôn giảng định ý này, từ tâm con thanh tịnh quan sát, con không có tâm thông tuệ nên không biết rõ nơi nào, đối với con bên trong bên ngoài cũng đều như vậy. Đức Phật bảo Thiện Minh, này Thiện Minh, ví như căn nhà tối cầm ngọn đuốc vào thì không thể biết bóng tối đi đâu. Nếu có thể thực hành trọn vẹn pháp định ý này, thì cũng không thể biết, không thể rõ sự biến mất của 12 nhân duyên. Này Thiện Minh, chẳng phải chỉ như vậy mà thôi, con không thể thấy xứ sở của sự khởi diệt sinh tử khắp mười phương cho đến Tô Đà Hoàn, La Hán, Duyên Giác, Phật. Đến cả Như Lai đều không thấy có tưởng. Thấy hay chẳng phải thấy vậy, do không có đối tượng để tưởng. Tất cả tưởng thanh tịnh, dừng ở tưởng thanh tịnh cũng chẳng dừng ở tưởng thanh tịnh. Đó là cái thấy rộng không, không có đối tượng để thấy. Thiện Minh thưa bạch đấng thiên tôn, thế nào là không dừng ở tưởng thanh tịnh, là thấy rộng không? Lúc này tâm ở đâu, đối tượng thấy thế nào? Đức Phật nói, này Thiện Minh, bây giờ tâm không ở trong, cũng chẳng ở ngoài, không phải đạo, cũng chẳng phải là thế tục, không có, cũng chẳng không, không khởi, không diệt, cũng chẳng ở nơi sự lay động. Tâm này không nguồn gốc, giới hạn, không tiếng vang, rõ hết gốc ngọn. Nên thấy như vậy, thấy vậy chính là thấy, là rộng không, là diệt. Pháp định ý đều là không thật có. Nhờ sự thế này mà Bồ Tát nên quán sát niệm, trừ ý niệm thì thanh tịnh. Quán sát ý niệm này rồi, chính là thành tựu giáo pháp định ý, thành cụ quang minh vậy. Pháp này không thể nắm giữ. Hàng Bồ Tát nghe được tên pháp này, chớ sợ, chớ nghi, nên tư duy chân thật pháp này, không thoái lui, không biến nhát. Đây là được năng lực oai thần của định ý này hộ trì. Nay Thiện Minh, những ai muốn học pháp này, nên làm bốn việc thì thể nhập vào nẻo không còn kiến chấp. Những gì là bốn? Một, không có thân. Hai, không có nhà cửa. Ba, không có thế gian. Bốn, không có của cải. Những ai có thể làm được như vậy thì được thể nhập bốn điều cốt yếu. Những gì là bốn điều cốt yếu? Một, cốt yếu về Phật. Hai, cốt yếu về Pháp. Ba, cốt yếu về không. Bốn, cốt yếu về diệt. Đó là bốn điều cốt yếu. Khi ấy Đức Phật khen ngợi, không người, không ngã tưởng, cũng chẳng không thông tuệ, không chấp 12 nhân, đó là thành tựu định. Pháp định này vốn không, chẳng có nơi kiến lập, thương đời hiện tên gọi, rỗng lặng hợp oai nghi, tâm người và ý thức, khởi ba pháp như vậy, thực hành thành định ý, không khởi cũng không diệt, rỗng không thành tựu địa, đoạn trừ khổ sinh tử. Thấy không còn dấu vết là hợp tu định ý, chúng sinh nương tướng chuyển, ta kiến chấp danh pháp, tham cầu lợi tưởng thường, trói buộc vô số kiếp, tu hành thường ngăn ngại, lo buồn ý mê hoặc, bốn biến như hình bóng, qua lại chưa hề chừng, tu định không chỗ nương, quán chánh không chấp nhận. Tham tưởng diệt được diệt. Bỏ trói buộc an tịnh, tu tịnh chẳng phải chẳng mê hoặc, phiền não biết là không, chấm dứt sinh già bệnh, không còn khởi lo buồn, mắt tuệ đã sáng rỡ, trí vốn không giới hạn, thông tuệ đến bờ kia, tu định được như vậy. Trăng sao sáng ở đời, mặt trời chiếu Côn Luân và cung điện Tích Phạm, định này sáng hơn thế. Đức Phật bảo Thiện Minh, thuở xưa cách đây vô số kiếp, có Đức Phật hiệu là Tôn Phục Dục Vương. Đức Phật sống lâu 10 vạn năm, chẳng phải ở phía nam nước Thiên Trúc này, mà chỗ Đức Phật ấy cư trú là trời Tịnh Diệu, phương Bắc ngày nay.
Cõi nước đó cách đây 3 vạn ức cõi Phật. Lúc Đức Phật tôn phục Dục Vương trụ thế, dân chúng sống lâu 2 vạn năm. Đức Phật luôn có 60 vạn đệ tử, chúng Bồ Tát không thể tính kể, dân chúng an lạc cùng nhau tu giới đức và hạnh hiền thánh, vì muốn giảm bớt 3 điều nhơ uế. Bây giờ hàng Bồ Tát khắp 10 phương trong đại hội của Đức Phật ấy đều thọ trì giảng nói định ý thành cụ quang minh này, thành tựu đầy đủ Phật sự. Lúc ấy có vị trưởng giả tên Mẫn Kiến, 500 tuổi, còn là thiếu niên đối với dân chúng nước ấy, được nghe đại hội của Đức Phật, Mẫn Kiến xin cha mẹ được đi đến chỗ Đức Phật để quan sát, tu tập chánh pháp của Phật. Cha mẹ cho phép, Mẫn Kiến liền đến ý kiến Đức Phật, kính lễ sát đất rồi đứng ngay thẳng. Tâm rất vui mừng, cởi chuỗi ngọc đủ loại báu quý giá trên thân, dâng lên Đức Phật. Đức Phật dùng oai thần lập tức biến hóa thành lòng hoa che trên đại chúng và khiến tất cả chúng hội đều an tọa rồi giảng nói pháp định ý thành cụ quang minh. Thiếu niên ấy tâm càng vui mừng, liền phát nguyện. Nguyện con sinh ra ở đâu cũng thường được gặp định ý thành cụ quang minh này, tu hành mau chóng, dưới đức không giảm sút. Lúc ấy thiếu niên kia dùng tất cả châu báu để bố thí rồi phát nguyện như trên. Do vậy, đời đời được nghe nhận pháp này. Nay Thiện Minh, ông biết thiếu niên lúc đó là ai không? Là ông đó. Nay ta ra đời, ông lại gặp được định ý này. Từ nay về sau, không bao lâu nữa, khi đạt được trí tuệ 200 kiếp sau, ông sẽ thành Phật hiệu là Đạo Đế Vương, là bậc tôn quý bậc nhất trong chư thiên và cả thế gian, sẽ giáo hóa cho người tâm tối giống như Như Lai hôm nay. Nghe Đức Phật thọ ký và ban danh hiệu cho mình, tâm Thiện Minh thanh tịnh, thân nhẹ nhàng, ví như lưu ly trong ngoài tinh khiết, không hề nhơ uế. Dù đem nó đặt để bất cứ ở đâu, về sau tâm Thiện Minh thanh tịnh như vậy, nếu khi đạt được như thế, thì được 10 pháp tịch tỉnh. 1. Tịch tỉnh không bị kiến chấp lay động. 2. Đối với các phiền não thường đầy đủ tịch tỉnh. 3. Đối với các tưởng tịch tỉnh không tưởng. 4. Đối với các niềm vui của thế gian và các việc xoay vần liên tục tịch tỉnh mà xả bỏ hết. 5. Đối với đức, chẳng phải đức đều tịch tỉnh không mong cầu, nhớ nghĩ cũng chẳng nghĩ là không. 6. Pháp thiện, pháp ác tịch tỉnh không chấp thủ. 7. Người khiêm cung, bậc hiền thánh, tịch tỉnh không mong cầu. 8. Cúng dường xả bỏ tịch tỉnh không vui buồn. Chuyển đối với tất cả như pháp hay chẳng như pháp đều tịch tỉnh, đồng với nguồn gốc. 10. Thể nhập tịch tỉnh đối với những nơi bất tịnh, dùng pháp giáo hóa tịch tỉnh không chấp giữ phân biệt, không có ý niệm nhàm chán xả bỏ, nên dùng tâm như vậy. Thiện Minh thường: Bạch Đấng Thiên Tôn, Thế Tôn trao pháp cốt yếu cho con sẽ giảng nói khắp tất cả để báo ân, khiến người chưa nghe được nghe, người chưa biết được biết, người chưa được độ được độ. Con đã nhiều lần sanh tử, tuy nhiều, tuy lâu, nhưng chẳng vì thế mà mệt mỏi. Đã không chấp trước, đã giác ngộ, đã chí thành, đã không mê hoặc, đã có thể vào hàng ngũ này, thì tùy nhân duyên mà thể hiện, con không xem sinh tử là sinh tử. Đã nhận được oai thần của Phật rồi, con đều hiểu rõ, và sẽ cùng tu với 500 vị này, cuối sinh Đấng Thiên Tôn, ban đại bi nơi 4 tâm bình đẳng, để dẫn dắt thể nhập giáo pháp, khiến con mau đạt được định ý thành cụ quang minh này. Bây giờ Đức Thiên Tôn mỉm cười, chúng hội đều thấy ánh sáng từ miệng phát ra, có 5 màu sắc rực rỡ chiếu khắp 10 phương, những ai đang đau khổ thì đều được an lạc, rồi ánh sáng ấy trở về đỉnh đầu như thường lệ. Tôn giả A Nan sửa y phục ngồi sang một bên chắp tay thưa, Đức Phật chưa từng cười vô cớ. Phật cười chắc là có nguyên do, cuối sinh Đức Như Lai giảng nói cho những người chưa nghe được nghe. Bây giờ Tôn giả A Nan nói kể, tôn nhan Phật đẹp đẽ, mặt mũi miệng trang nghiêm, thân vàng ròng đẹp tuyệt. Phật cười do nhân gì? Trong miệng răng trắng muốt, môi đỏ như ánh lửa. 80 tướng tốt đẹp, cười chắc có nguyên do. Răng bóng 40 chiếc, lưỡi rộng phủ khắp mặt, lời nói thoảng hương thơm. Phật cười ai thành tựu? Lông mi râu xanh biếc, hai mí mắt cân đối, chính giữa tướng bạch hào. Phật cười ai mong nghe?
thiên nhãn đã thông suốt, đạo nhãn đã tròn đầy, pháp nhãn cùng tuệ nhãn, bốn nhãn này đều đủ. Cười ắt có cảm ứng, giáo hóa người chưa chứng, hoặc Phật sẽ thọ ký nên cười rạng tôn nhan. Đức Phật bảo, này A Nan, Như Lai cười chân thật không hư dối, 500 hiền sĩ đi theo thiện minh đời trước đã cúng dường 200 ức Đức Phật, đã ngồi nơi ấy, nghe 135 hành của tuệ thành cụ quang minh này. Từ khi mới được nghe, trải qua nhiều đời, họ thường kiên cường dũng mãnh, chứa nhóm nhiều điều thiện nhỏ, nhưng chưa thể hằng phục tâm để thọ trì hạnh của định ý tối thượng với diệu thanh tịnh này. Tuy vậy, nhưng nhờ công đức được nghe, họ sinh bất cứ nơi đâu cũng thoát khỏi ba đường ác, thường được gặp pháp định ý tôn quý này. Hôm nay đến trong hội này, họ chú tâm nghe nhận hiểu rõ cặn kẽ, thể nhập chân lý. Vào đời Đức Phật từ nhân, họ sẽ chứng đắc định ý thành cụ quang minh này. Sau 36 vạn ức kiếp đều sẽ được thành Phật. Lại dùng pháp này để giáo hóa, mỗi vị đều có một cõi nước, đều có danh hiệu là Tràng Tiết Bố Diệu Vương. Lại tên Đại Quang Biến Hiển, Đại Thế Phục Ác, Mãnh Thạnh Hoài Đức, Lưu Thủy Tịnh Âm, Cao Đức Phổ Tiếp, Cảnh Hiện Trừ Kiết và Hóa Hiện Tự Tại, tên mỗi vị đều như vậy. Bây giờ 500 hiền sĩ nghe Đức Phật thọ ký nên rất đổi vui mừng, chân đắc năm tâm không thoái chuyển. Một, cúng tế cầu được phước tâm không lay chuyển. Hai, tất cả năm vị đều có thể nếm, đều là thân mạng của chúng sinh không hề lay chuyển, làm hại chúng sinh để làm ngon miệng mình. Ba, an trụ chân chánh đối hạnh vô thượng độc tôn, không bao giờ lay chuyển, xa bỏ đạo nhỏ. Bốn, biết pháp là tôn quý, không gì sánh bằng, siêng năng tu hành. Tuy có pháp khác hư vọng, xen lẫn nhưng tự mình dùng tâm pháp, quán sát không hề lay chuyển. Năm, giả sử có đời có Phật hay không có Phật, pháp hưng thịnh hay pháp suy tàn, hoặc chấm dứt, tâm vẫn trụ nơi định ý, không gì chẳng có ngôi tam bảo mà lay chuyển, làm theo nghiệp tàn. Đó là năm tâm không lay chuyển. Khi thấu đạt được ý nghĩa tâm pháp này, chư vị ấy đều quỳ trước Đức Phật thưa: Đức Như Lai thương xót chúng con nên trao cho chúng con danh hiệu Phật, chúng con sẽ báo đáp ân này. Về sau nếu có sinh vào đời tệ ác, chúng con sẽ siêng tu chân chánh, giữ gìn tuyên nói pháp tôn quý, giáo hóa người chưa biết, người loạn động khiến chân chánh, người biến nhát khiến siêng năng, người thoái lui khiến gắng sức, người trao đảo thì nâng đỡ, người thiếu sót thì bổ sung, người tâm tối thì chiếu sáng, người kiết sử khiến giải thoát, người sát sinh thì nói tai họa chết yểu, người trộm cắp thì nói sự nghèo khổ bần cùng, người dâm dục thì nói họa của thân, người nói lời theo dệt lừa dối thì nói tai họa của sự tiêu diệt tánh, người say xưa thì nói sự suy biến của thân. Hôm nay ở trước Đức Phật chúng con xin phát năm lời nguyện, tu hành hạnh Bồ Tát cho đến khi thành Phật không bao giờ dừng nghỉ. Cúi xin Đức Phật thương xót chúng con mà chấp nhận những lời nguyện này. Nguyện thứ nhất, chúng con tu tập hạnh Bồ Tát khiến thân mau được biến hóa khắp mười phương. Nếu gặp đời không có Phật bốn chốn đệ tử, hoặc người biết pháp tin là có, là thật có Phật đã diệt độ, người ở thế gian thì sinh tà kiến, lưới nghi, không biết Phật cũng chẳng biết pháp, liền nói không có Phật, chỉ có hư vọng mà thôi. Nếu sẽ có Phật sao không thấy oai thần của Phật? Hai bên tranh cãi như vậy. Trong lúc tranh cãi, chúng con liền đánh giáo hóa, thể hiện thân Phật tướng tốt chiếu sáng, lại biến hóa oai thần trước hai người tranh cãi, khiến họ thấy liền tin có Phật, rồi lại nói: Các ông chớ nghi ngờ. Người nghi ngờ này liền kinh sợ vui mừng. Giờ đây chúng con thuyết pháp, dạy cho họ được giải thoát, rồi họ lại đi giáo hóa. Như vậy không cùng tận. Nguyện thứ hai, Đức Phật có 12 bộ loại kinh cốt yếu, vô lượng pháp môn rất sâu xa vi diệu. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, mỗi đệ tử học một kinh, chỉ biết một quyển mà không thể biết hết. Chưa hiểu sự bình đẳng về phương tiện của bốn thuyết, liền vấn nạn lẫn nhau, hoặc nói không, hoặc nói có,
nói nghĩa này như vậy, nghĩa này không như vậy. Người thật biết nghĩa của pháp thì nói về tướng mạo của từ ngữ. Người không hiểu ý nghĩa thì tham danh tự, trâu chuốt hình dáng. Nếu thông suốt liền vào trong chúng hội, hai bên tranh cãi, sân hận, bỏ thiện, tèo ác. Lúc họ đang tranh cãi, chúng con sẽ đến, hiện thân biến hóa vượt hơn chúng hội, khiến họ im lặng, không còn tranh cãi. Những người ấy đã chân chánh rồi, chúng con giả nói kinh pháp, khiến họ đều vui mừng, rồi họ lại đi giáo hóa, như vậy không cùng tận. Nguyện thứ ba sau khi Đức Phật diệt độ, những người thế tục, ngoại đạo và trong đại chúng đệ tử Phật, hàng đệ tử Phật bàn luận, giảng nói về ý nghĩa của pháp, phân biệt tà chánh của các đạo, từ lớp cao thấp, liền cho rằng trong 96 đạo, Phật là tôn quý nhất. Ngài có 4 thần thông về đi biến hóa, chư thiên nhân gian không thể bằng trí của Phật, người ở thế gian không thấy Phật. Theo các tà kiến, tin theo pháp nhỏ, bỏ pháp lớn, liền nói với đệ tử Phật. Các ông cho nói dối, cho rằng Phật có thần thông về đi biến hóa, từ xưa đến nay trong loài người không ai được như vậy. Lúc họ đang nói điều này, chúng con hóa làm thân tướng Đức Phật, thể hiện các tướng tốt, biến hiện thần thông, đi giữa hư không, thân phát ra lửa, nước, khiến các người thế gian ngoại đạo kinh sợ. Khi họ thấy được sự biến hóa thần thông rồi, chúng con thuyết pháp cho họ, trao chánh giới, rồi họ lại đi giáo hóa, cứ như vậy không cùng tận. Nguyện thứ tư, nếu người đọc tụng kinh Phật ở một mình nơi nhà trống hoặc ở núi non, hoặc dân chúng, trưởng giả tôn quý ở nước lớn, mà không có thầy dạy pháp hoặc thầy không sáng suốt, không có ai để thưa hỏi, tâm luôn nghi ngờ, chúng con sẽ hóa làm người dẫn dắt đi đến những nơi ấy, giảng rõ từng câu, phân biệt rõ ràng, khai mở tâm nghi ngờ, khiến họ hội nhập vào pháp vi diệu, không còn nghi ngờ, rồi họ lại đi giáo hóa, cứ như vậy không cùng tận. Nguyện thứ năm, nguyện sinh ở cõi nước nào cũng được gặp Phật. Sau khi Đức Phật diệt độ, hàng đệ tử xây tháp tạo hình tượng Phật và dựng giảng đường bàn luận ý nghĩa kinh pháp. Nếu người thế tục ít học hỏi, kém trí tuệ thì bị trói buộc bởi 4 điên đảo. Nghe đệ tử Đức Phật giảng nói pháp xuất thế, cốt lõi của sinh tử, liền đến vấn nạn, không tin pháp chân chánh, chê bài, chỉ trích, tham danh cầu lợi, hoặc còn sân hận muốn đến phá hoại, lấn hiếp, mắng nhiếc, khinh thường, khiến họ khó đến được chánh đạo, không thể tu hành. Đang lúc này chúng con liền biến hóa hiện thân Phật, giảng nói pháp tuyệt diệu cho họ, hiện bày sự sinh tử tai ương, phước đức ứng hợp với họ. Đem họ đến cõi trời để xem phước đức, dẫn đến địa ngục để thấy tội báo, dùng oai thần của pháp để làm cho họ chấn động, dùng diệu lực của trí để hàng phục, khiến những người ấy được hàng phục, tin theo đạo lớn, rồi lại đi giáo hóa, cứ như vậy không cùng tận. Chúng con tu đạo Bồ Tát như thế cho đến khi thành Phật, luôn thực hành 5 lời nguyện này, không hề ngân nghỉ. Cuối sinh Đức Thế Tôn dùng ân phước lớn để che chở hộ trì cho chúng con, khiến chúng con đạt được chí nguyện. Bây giờ Đức Phật nói, lành thay những lời nguyện này, những ai muốn thành tựu Bồ Tát thì nên nhớ nghĩ, từ nay về sau chắc chắn không mất đi. Các ông nên thường hộ trì tu hạnh này, chớ để đoạn dứt, siêng tu tất cả, mới mau đạt được chí nguyện này. Đức Phật nói kệ, khởi tâm nguyện rộng lớn, dùng 5 nguyện giáo hóa, vô số kiếp sẽ thành được nghi, người nghi được vào đạo. Đức này chẳng thể lường, tu tập các hạnh lành, nếu người nghe nguyện này, lấy nghi được trừ sạch. 5 nguyện là Phật địa, giáo hóa hợp với đạo, tuệ lớn chẳng thể sánh, nguyện này vượt loài người. 500 bậc hiền sĩ phát nguyện ít ai bằng, đời sau chẳng thể mất, tất cả phước an vui. Đức Phật bảo các hiền sĩ và tất cả chúng hội, pháp này là chân thật, nên phụng hành, nên lấy pháp này làm căn bản, nên nhẫn nhục không làm ác, không dùng lời dối trá, trâu chuốt mà giảng pháp. Nếu ở nơi thanh vắng hoặc ở nơi tôn ti trong chúng hội, thì bên trong nên chế ngự tâm mình, khiến đúng như giới pháp, không vì ở nơi thanh vắng mà làm trái, không vì ở nơi chúng hội mà tự cao, không xem sự tôn vinh làm cao quý, không vì sự thấp hèn mà lay chuyển,
không hổ với thiện, không thẹn với ác, không làm các việc vô ích. Tâm như chánh pháp không bị lay động, chẳng tạo tác các niệm tăng hay giảm. Các Bồ Tát như vậy là đạt được căn lành của năm nguyện, mau chóng thành tựu quả vị Phật. Bây giờ Bồ Tát Vô Uế Vương đang ngồi một bên liền quỳ gối thưa: Bạch Thế Tôn, hôm nay cuối sinh Đức Như Lai thể hiện oai thần của định ý thành cụ quang minh này, khiến tất cả chúng hội được thấy rồi vui mừng, đều sẽ phát tâm kiến lập cội công đức này. Những người chưa thành tựu được thành tựu, những người chưa độ được độ. Khi ấy trong chúng hội có vị Bồ Tát tên là Đại Lực Phổ Mình. Đức Phật bảo vị Bồ Tát này thể hiện oai thần của định ý thành cụ quang minh. Bồ Tát liền vâng lời, nhưng vẫn ngồi yên, không lay động. Thả nhập vào định ý tịch tỉnh, trong khoảng khảy móng tay, các cõi nước trong tam thiên đại thiên thế giới, các núi lớn nhỏ. Các núi chướng ngại lớn nhỏ thể đều biến mất, tất cả đều bằng phẳng, có màu lưu ly xanh biếc, lại khiến các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều thông suốt, cùng thấy rõ nhau, cùng cách xa mà như cách một tầm vậy. Quan sát nơi cư trú của chư Phật khắp mười phương, như xem các vì sao không thể tính toán được, là dùng tay phải nâng tam thiên, đại thiên thế giới, chư Phật khắp mười phương, đặt lên một ngón tay, rồi nâng lên hạ xuống, như nâng một hạt bụi. Nhân dân và chúng sinh trong nước ấy không hề hay biết, cũng chẳng có ý niệm sợ hãi. Bây giờ Bồ Tát ấy lại đem các cõi nước của tất cả chư Phật khắp mười phương, đã trong đồ đựng vuông vức một thước mà không chật hẹp, biến hiện xong rồi lại trở lại như cũ. Tất cả chúng hội đều thấy như vậy nên rất đổi vui mừng, cùng phát nguyện lớn. Tâm họ đều an trụ nơi địa vô thượng độc tôn. 800 vạn Bồ Tát và chư thiên đều được định tuệ an lạc. 60 vạn người đều thể nhập pháp môn giải thoát. 68.000 người chứng đắc định ý thành cụ quang minh này. Các Bồ Tát mười phương tất cả đều hoan hỷ. Đức Phật bảo: Này thiện nam, những ai tu học định ý thành cụ quang minh này, nhưng vì ở nơi mê hoặc chấp có, vì chấp có nên ô nhiễm, tâm tối, vì chấp thủ nên ví như trong đêm tối, lại nhắm mắt mà đi, nên chẳng thấy gì, người không thể thấy nên nay thọ thân thiện hay ác, là do nhân đời trước đã tạo, vì không hiểu biết nên kêu la gào khóc. Cho rằng đời này làm thiện mà lại nhận tội ác, hoặc đời trước làm ác lại được phước lành, không tư duy rõ nguồn gốc này, bị buộc chặt vào lưới nghi. Do ở nơi lưới nghi nên có khả năng học cũng chẳng muốn học, có thể siêng năng cũng chẳng muốn siêng năng, có thể hội nhập cũng không muốn hội nhập. Do đó mất định này, ở trong buồn khổ lo âu nhiều kiếp từ xưa đến nay không hề ngừng nghỉ, gọi là sự vận hành khổ nhập. Này thiện minh, Như Lai ra đời mục đích vì những người mê muội. Những ai tu học chánh định này thì dù có, dù đó là loài sinh tử, ý niệm mê hoặc đi nữa cũng mau được tiêu trừ, là có thể dẫn dắt tất cả các chúng sinh tham chấp. Này thiện minh, hãy luôn tư duy pháp không, chớ trụ nơi mê hoặc. Thiện minh thưa: Bạch Thế Tôn, nếu có hiền sĩ sinh ở trong dòng họ thống lãnh các quan chức hoặc làm việc nước, tâm nhiều phiền loạn không thể chuyên nhất, muốn học định này thì nên làm thế nào? Đức Phật nói: Hiền sĩ có nhân chuyên làm quan hoặc ở nơi chẳng yên ổn, muốn học định này mà không thể giữ gìn tâm, thì nên biên chép kinh này để cúng dường, thiết lập lầu gác, đốt hương kính lễ. Trong triều có người nhập định thì trong ba thời luôn cúi đầu làm lễ, chỉ tâm khẩn cầu, là nên thực hành 15 việc: 1. Không sát sinh; 2. Phóng sinh; 3. Không trộm cắp; 4. Bố thí cho người khác; 5. Không dâm dục; 6. Tránh xa hương và sắc; 7. Không lừa dối; 8. Nói lời ngay thẳng an lành; 9. Không uống rượu; 10. Không tặng rượu cho người khác; 11. Giúp đỡ những người ốm yếu, không để họ chết oan uổng; 12. Gặp người sắp sinh thì gia tâm từ bi, khiến họ được vẹn toàn; 13. Nghe nhận thề nguyện rộng lớn, dùng giáo lý chân chánh để giáo hóa tất cả, không để sót mất; 14. Nếu có ai đến quy y thì bình đẳng dạy bảo, ứng hợp với pháp luật, khiến chẳng sai trái; 15. Dùng phương tiện thiền xảo làm tối thượng, bố thí khắp dân chúng,
trọn đời không biến nhát. Tu hành 15 giới này chẳng được buông bỏ. Đây cũng là ứng hợp với giáo pháp định ý, chắc chắn không sót mất, về sau mãi mãi được giải thoát. Thiện Minh thưa, bạch Thế Tôn, nếu có người phàm phu bị tội báo đời trước lôi kéo, ở nơi không an ổn, bị cột trói quản thúc, nhưng có chí nguyện đối với định ý thành cụ quang minh này, nhưng lại không được làm theo ý muốn, muốn tu học định ý này thì phải làm sao? Đức Phật bảo này Thiện Minh, người phàm phu ấy nếu chí tâm muốn học thì cũng như trên đã nói, biên chép kinh này, xây dựng lầu đài, đốt hương, kính lễ, suốt qua thời nên tu hành theo 10 việc. 1. Giữ gìn năm giới không thiếu khuyết. 2. Nên dùng thời gian nhàn hạ mà siêng năng tụng niệm định ý này. 3. Tuy làm nhiều việc mà trong tâm luôn nhớ nghĩ, khiến chẳng quên mất. 4. Dù ở nơi chốn khổ sở lao nhọc nên biết là do hành động lời trước đã tạo mà không hề sân hận. 5. Nếu ở nơi không có hình tượng Phật, không thể xa lìa chúng xấu ác, thì tâm luôn ghi nhớ, hướng về bốn phương làm lễ, như đối trước Đức Phật không khác. 6. Cẩn trọng, nhu nhuyễn, điều hòa tâm ý, khiêm hạ đối với tất cả. 7. Mọi việc làm đều tới nơi tới chốn, không hư dối. 8. Làm lợi ích cho bạn bè, không yêu quý sức lực của mình. 9. Nếu thấy người già yếu, tật bệnh, khổ sở, thì nên thương xót giúp đỡ, luôn chí tâm không giả dối. 10. Nên quy y ngôi Tam Bảo không hề quên mất. Đó là 10 việc người phàm phu thì ở nơi chốn khốn khổ nên tu hành 10 việc này, chớ bỏ sót, chớ biến nhát, cũng khiến giáo pháp định ý này mãi mãi không quên mất, về sau được giải thoát lâu dài. Thì mình bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có hiền nữ sinh ở trong dòng họ có chuyên nghiệp với việc tại gia, không thể xa lìa, muốn học định ý thành cụ quang minh này thì phải làm sao? Đức Phật bảo, này Thiện Minh, người nữ có nhân duyên tại gia, chí tâm muốn học định ý này, thì cũng như trước đã nói, nên biên chép kinh này, xây dựng lầu cát, cúng dường cờ hoa, đốt hương lễ bái, cúi đầu sát đất. Trong ngày từ khi gà gáy chỉ làm 3 thời, luôn lễ bái không gián đoạn, chí tâm cẩn trọng, thường nguyện xa lìa thân nữ, tâm đoạn dứt ái dục, thường như vậy không hề biến nhát, là nên thực hành 20 việc. 1. Giữ 15 giới của bậc hiền sĩ như trên, cùng 10 giới của phàm phu không hề thiếu sót. 2. Trừ sạch tâm đố kỵ. 3. Giảm bớt sự ưa thích vòng đeo trang sức. 4. Bỏ trang sức phấn sáp. 5. Ý 5. Không buông lung. 6. Y phục đơn giản không xa hoa cầu kỳ. 7. Chăm lo trong nhà, dùng tâm từ để đối xử. 8. Dịu dàng xem bảo tôi tớ, không dùng hình phạt đau đớn. 9. Giúp người neo đơn, cho y phục bình đẳng. 10. Hiếu thuận với bậc trưởng thượng, chân từ với người dưới. 11. Nói nhỏ nhẹ từ tốn, nên tự xét mình. 12. Khiêm nhường thành thật, thường biết hổ thẹn. 13. Làm việc gì thì biết chắc việc ấy, dùng hương thơm tinh khiết để dâng cha mẹ chồng, cúng dường ngôi Tam Bảo và thầy bạn. 14. Đối với thân sơ thiện ác, luôn từ bi bình đẳng, không có tướng về bốn niệm sai biệt này. 15. Nếu ở nơi phòng riêng hoặc ở nơi thanh vắng không có ai, thì tâm cũng không nghĩ đến tham dục. 16. Đoan chánh chuyên nhất, tâm luôn trụ nơi pháp. 17. Muốn bố thí làm phước báo tôn quý, sau đó mới thực hành. 18. Tâm không tự chuyên nhất, thường dùng sự tùy thuận để nhắc nhở bản thân mình, khiến như chánh pháp. 19. Trọn đời không có ý niệm tà nhìn qua tường thấp. 20. Đứng ngồi nói năng không hề đùa giỡn, thường ứng hợp với pháp luật không hề xem nhẹ. Đó là hiền nữ tại gia tu hành pháp chánh định. Như vậy, chớ để sai sót, công đức được dần dần đầy đủ, về sau được giải thoát lâu dài. Thì Minh thưa bạch Thế Tôn, nếu có người nữ dòng họ thấp hèn, tánh thích làm điều thiện nhưng nhà nghèo khổ, làm việc cực nhọc lo lắng về y phục ẩm thực, chẳng được tự do, bên trong nhàm chán tội lỗi, vốn mau được giải thoát, nghe pháp định ý thành cụ quang minh thanh tịnh trong quý này, chứ tâm muốn tu hành thì nên làm thế nào? Đức Phật nói, này Thiện Minh, những người nữ ở nhà nghèo, nàng muốn tu học định này, thì không thể thực hành đầy đủ pháp chân thật này, nhưng nên tu tập theo 10 việc sau, chớ làm trái. 1. Cần quý bạn hiền, giữ gìn năm giới không hề thiếu sót. 2. Tuy bị đói lạnh nhưng nhẫn nhục không hề sát sinh trộm cắp, tự mình làm cho nó ấm. 3. Tuy ở một mình vẫn không tà dâm, luôn rèn luyện tâm ý. 4. Tuy nghèo khổ, vẫn nhẫn chịu không mong cầu tài sản,
5. Đối với rượu, thức ăn, ca múa, nên nhẫn chịu, không hề nhớ đến. 6. Tôn kính thực hành pháp định này. 7. Luôn thực hành 5 tâm thiện, nhớ nghĩ tâm bố thí, tâm cung kính, tâm lễ tiết, tâm khiêm hạ đối với tất cả, tâm hàng phục các trạng thái. 8. Tuy đang làm việc nhưng tâm luôn nhớ nghĩ đến pháp này không biến nhát. 9. 6 ngày chay nên vào tháp lễ bái ngôi Tam Bảo. 10. Tuy không có tiền của để bố thí nhưng thường đích thân quyết dọn tháp miếu, đem nước sạch cúng dường chúng tăng, tắm rửa sạch sẽ, dùng sức lực để bố thí, siêng năng không nhàm chán. Đó là 10 việc mà người nữ ở nhà nghèo khó nên tu tập, không hề biến nhát, thời được cao vời, sinh ra liền gặp Phật, thường gặp pháp định ấy, về sau được giải thoát lâu dài. Đức Phật bảo, này thiện minh, Như Lai đại giảng nói rõ về 4 loại giới pháp của người nữ phàm phu, người nữ quý tộc, người nữ trong dòng họ thấp hèn và những ai ưa thích hạnh này, nêu đích thân thực hành không thiếu sót, thì phước đức của người ấy khó ví dụ được. Này thiện minh, ví như có người dùng 7 báu đầy khắp 10 phương, dâng lên đến tầng trời 28 để bố thí, 100.000 kiếp không ngừng nghỉ, so với công đức của 4 hạng người tu hành 4 phẩm pháp của định ý thành của quang minh này, thì phước đức người tu hành lớn hơn vạn ức lần. Vì sao? Vì phước bố thí ấy có chấm dứt, có khổ đau, có đến đi, có phiền não, có ăn uống, tu hành định ý, thành của quang minh này thì không có 5 việc trên, tịch nhiên thanh tịnh, diệt trừ tất cả. Đây gọi là pháp tôn quý bậc nhất là thù thắng vậy. Này thiện minh, nên giảng nói rộng rãi giới này khiến cho tất cả đều được nghe nhận, tọ trì theo, hay Bồ Tát cũng nên khuyến khích, nên ủng hộ họ. Đức Phật bảo này thiện minh, sau khi Như Lai diệt độ có người tu hành định ý thành của quang minh này và biên chép thọ trì cúng dường đảnh lễ kinh này, thì sẽ có 12 vị đại thiên thần ủng hộ, hay khiến không bị quấy nhiễu, luôn giàu có ở nơi yên ổn, không bị kẻ ác làm thương tổn. Nên Như Lai sẽ nói tên các vị thần này cho ông. Những ai bị tai nạn, lửa, nước, giặc giả, đau binh mà đọc tụng kinh điển này thì không bị nguy hiểm làm hại. 12 vị thiên thần liền đến ủng hộ, không bao giờ bị tai ương. Như Lai không nói sai vậy, nên giảng nói kinh này rộng rãi khiến tất cả chúng sinh được đọc tụng tu tập. 12 vị thần là đại thần đại hộ, thần phước cứu, thần hữu chúng, thần bất ách, thần thiện tướng, thần quang minh, thần đạo giới, thần bạc khổ, thần đại độ, thần độ ách, thần an ẩn và thần phổ tế. Này thiện minh, đó là 12 vị thần, họ lại nguyện với Như Lai là hộ trì người nào tu tập pháp này, nơi nào có pháp định ý thành cụ quang minh này lưu hành, thì họ sẽ khiến có 5 việc thanh tịnh. 1. Khiến tòa cao tôn trí cái này được thanh tịnh. 2. Đốt hương quét đất khiến được thanh tịnh. 3. Y phục được thanh tịnh. 4. Tâm miệng ý thường thanh tịnh. 5. Khi đọc tụng kinh, trước cúng nước trong sạch, rửa tay xúc miệng thường khiến thanh tịnh. Đó là 5 việc. Bây giờ Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, Như Lai đem pháp định ý thành của quang minh này giao phó cho ông, khéo biên chép kinh này cẩn thận cho để thêm bớt siêng năng giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến họ mau được giải thoát. Này A Nan, kinh này rất khó gặp, vì sao? Vì đây là kinh cốt yếu phát xuất từ 6 pháp ba la mật mới được thể nhập chánh định, là 135 hạnh này. Trong đây có lời giáo hóa, có lời dạy khiêm nhường, có lời dạy nhẫn nhục, có lời dạy lễ tiết, có lời dạy về các pháp thiện, có lời dạy về pháp không cho đến chốn diệt độ, có đầy đủ tất cả. Tướng tốt và năng lực trí tuệ của thân Phật đều từ pháp này phát ra, là pháp tôn quý cao thượng đoạn trừ sinh tử, gọi là pháp không thể so sánh được. Như Lai lại giao phó cho ông là đem sự chân thật để trao nên thông đạt điều này. Như Lai xuất hiện ở đời khó có thể gặp được, pháp chân chánh cũng khó được gặp, ông trở nên xa lìa. Tôn giả A Nan thưa, con xin nhận lời đấng thiên tôn dạy bảo. Đức Phật giảng nói kinh này xong, các vị Bồ Tát từ 10 phương và các thiên thần đến kính lễ Đức Phật, rồi hân hỷ trở về nước của mình. Chúng Bồ Tát La Hán, trời rồng, quỷ thần cùng 4 bộ chúng ở cõi Tây Phương nghe kinh này xong, rất đổi vui mừng, tất cả đều đảnh lễ Phật, xác tất và lui ra.